Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Ảo Mộng Chư Tiên. Và chúng ta lại tiếp tục đến với môn phái Quỷ Vương các bạn nhé. Boy, nhìn quả đồ long đao hai đầu trông chất chơi người rơi quá nhỉ. Nhưng nghe vẻ là hơi nặng các bạn ạ. Bình thường những môn phái khác thì nó đều cưỡi một cái vũ khí gì đó, nhưng riêng cái môn phái Quỷ Vương này cưỡi hẳn một con chim luôn. Một con chim này nhìn là cũng to đấy. Môn phái Quỷ Vương này thì cũng có cái khả năng điều khiển lửa, giống như là môn phái Phần Hương như các bạn. Và các bạn có thể nhìn thấy là môn phái Quỷ Vương này thì sức sát thương gây ra nó cực kỳ là cao luôn. Đồng thời là nó sẽ có thêm cái sát thương chảy máu. Nếu như môn phái Phần Hương nó có sát thương thiêu đốt đấy, thì Quỷ Vương lại có sát thương chảy máu nha các bạn. Và đánh trong một thời gian nhất định thì cũng có những cái skill để mà môn phái Quỷ Vương này có cái khả năng làm choáng kẻ địch nha. Xài hơi bị kinh đấy. Nếu như mà để so sánh thì cái môn phái Quỷ Vương này sức sát thương gây ra nó lớn hơn môn phái Phần Hương rất là nhiều. Tuy nhiên là nhược điểm của nó lại là tay ngắn. Thế cho nên là sẽ bị một số những con tay dài nó thả diều nha các bạn ơi. Skill cũng kiểu lửa liếc ghê phết các bạn ơi. Nhưng mà cái hiệu ứng skill thì nó không quá màu mè nha các bạn. Nhìn nó vẻ là hơi đơn giản. Nếu như là mình thì mình thích một môn phái mà nó rồng rắn các kiểu, nhìn nó phải khủng khiếp hơn cơ. Nhưng không sao, để chúng ta cùng nhau ngâm cứu thử bộ kỹ năng của môn phái Quỷ Vương để xem như thế nào nha. Trông cũng có vẻ là ngầu đấy. Thì thứ nhất là skill đánh thường thì phải đánh tầm gần này các bạn ơi. Sát thương gây ra có 101% sát thương level 4 nha. Còn đây là một skill thứ hai, Hỏa Diễm Đao. Đây là một skill chân khí tạo thành ngọn lửa gắn vào vũ khí, tấn công mục tiêu trước mặt trong phạm vi 5 thước theo hình chữ nhật một lần, kèm theo công kích bằng 10% giới hạn chân khí. Tức là cái chân khí của các bạn càng cao thì cái việc gây ra sát thương nó càng lớn nha các bạn ơi. Bỏ qua 35% phòng thủ của mục tiêu, đây sẽ là một trong những môn phái có thể đánh tanh được nha các bạn ơi. Nhưng con nào máu trâu giáp dày ấy thì hoàn toàn là có thể sử dụng môn phái Quỷ Vương này để có thể là khắc chế lại nha. Bởi vì các bạn biết sao không? Ngoài giảm thủ ra thì em nó còn có cái sát thương chảy máu, tức là oánh thẳng vào trong phần máu của em nó ấy. Thế kẻ địch chắc chắn là sẽ bị rút cạn sinh lực dần dần nha các bạn ơi. Ở đây thì có hai skill bị động, một là tăng chân khí, cái thứ hai nữa là tăng về chính xác nha các bạn. Wow, đoạt thần chú xem nào, phẫn nộ kinh hoàng, thần quỷ cũng phải tránh lui, tóm lấy một mục tiêu đơn trong vòng 7 thước. Tầm đánh của skill này có vẻ là xa hơn này. Đưa đến trước mặt, kèm theo 38 lực công gây ra 219% sát thương và làm chóng mục tiêu trong vòng 2 giây. Đây là một trong những skill mà có thêm hiệu quả khống chế cho em Quỷ Vương này, để giúp cho nó đi PK đỡ bị gọi là lép vế hơn so với những môn phái tay dài nha. Ít ra thì cũng phải có một skill để kéo kẻ địch lại gần, thì lúc đấy chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng skill tiếp theo. Bởi vì theo như mình biết là em này ở tầng 2 sẽ có một skill nhảy bổ xuống các bạn ơi. Đây, Thiên Ma Vũ này, tấn công mục tiêu tại 5 thước xung quanh bản thân, kèm thêm công kích bằng 20% giới hạn chân khí nha. Wow, ngon đấy chứ. Gây ra 200% sát thương. Chân khí tiêu hao rất ít này. Hồi chiêu 15 giây nha các bạn, đồng thời khiêu khích quái vật. Thì nếu như các bạn mà đi trên quái trong một team thì môn phái Quỷ Vương này nó sẽ là một môn phái mà tiên phong nha các bạn. Đấy, thu hút hết cả quái vật đây thì sẽ giúp cho mấy môn phái máu giấy hơn ở đằng sau có thể tự tin hơn trong việc là xả sát thương nha. Truy phong chú, trong thời gian phóng thì tốc độ không thấp hơn tốc độ cơ bản 115%, phòng thì tăng 5%, tăng kháng bạo bản thân 55%. Ủa, khắc chế vào những em nào mà bạo kích cao đấy các bạn ơi. Đồng thời cứ 2 giây khôi phục 5% chân khí. Bá thiên sát, nhảy tới mục tiêu trong phạm vi 8 thước làm choáng này. Tấn công mục tiêu và kẻ địch trong phạm vi 6 thước xung quanh 3 lần, kèm thêm công kích bằng 10% giới hạn chân khí. Wow, gây 80% sát thương và làm choáng kẻ địch. Ngon nhở, skill nào cũng thấy có choáng và skill nào mình cũng thấy đánh theo cái chân khí các bạn ạ. Skill bị động này thì tăng choáng này, cái này cũng kháng choáng này, kháng hôn mê. Tiêu hao tới tận 50% giới hạn chân khí để tấn công mục tiêu gần, kèm thêm công kích bằng 500% chân khí đã tiêu hao. Chứng tỏ là em này build càng nhiều với chân khí càng tốt nha các bạn. Một skill chiêu thức của em Quỷ Vương này thì thoạt đầu mình thấy nó na ná với cả môn phái Phần Hương, nhưng mà không nha. Môn phái này thì chúng ta cứ build nhiều vào chân khí đấy, công và chân khí thì nó lại phát huy tối đa được sức mạnh của em nó nha. Và nhìn thấy những cái chỉ số sát thương của em nó gây ra thì rất là cao nha. Cao hơn rất nhiều so với môn phái Phần Hương. Môn phái Phần Hương thì cũng điều khiển lửa nhưng mà nó mang tính chất gọi là đam bổ trợ thôi, đam quần chiến. Còn em này thì cận chiến tiên phong, đánh đam rất to nha các bạn. Và với bộ skill chiêu thức của em này thì khi mà chúng ta đơn độc chẳng hạn trên chiến trường thì hoàn toàn là có thể tự sinh tự diệt được, mà cũng không cần phải có quá nhiều hỗ trợ nha các bạn ơi. Ở tầng skill thứ 3 thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chiêu thức Hóa Huyết Tâm Ma nha. Khi mà sử dụng cái skill này một phát thì ngay lập tức là sẽ được giải bỏ những cái hiệu ứng khống chế,
kể cả là choáng đóng băng các kiểu quân đại điểu luôn, đồng thời là sẽ tăng thêm phòng ngự cho bản thân này. Thế cho nên là khi đối đầu với cả môn phái quỷ vương thì các bạn đừng thắc mắc là tại sao bảo quái do skill này của mình có đóng băng hay là có choáng mà đánh nó lại không hề hấn gì, thì các bạn biết rồi đấy. Tiếp theo là cái skill châm chọc này thì mình thấy có rất nhiều những cái hiệu ứng nha. Đầu tiên là nó có cái hiệu ứng là khiêu khích người chơi cũng như là quái vật trong một phạm vi. Thì nếu như bị khiêu khích thì chắc chắn là kẻ địch nó sẽ chuyển mục tiêu sang đánh mình rồi. Và với khả năng trâu bò khống chế của em quỷ vương này thì cũng cóc sợ thằng nào hết. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó sẽ có thêm miễn nhiễm sát thương trong vòng 1 giây. Đồng thời là nếu như bị khống chế nha thì sẽ giảm cái thời gian khống chế đi 1 giây. À, ví dụ như một skill choáng của kẻ địch gây ra cho em quỷ vương này, đáng lẽ ra nó gây 3 giây nhưng mà khi sử dụng skill này cái thì ngay lập tức là giảm 1 giây, tức là chỉ bị choáng trong vòng 2 giây thôi. À, nhưng mà nó chỉ kéo dài trong vòng 5 giây thôi nha các bạn. Nếu như một kẻ địch quá nhiều choáng thì cái skill này nó cũng sẽ không có lợi cho lắm. Với cả là nếu như mỗi mục tiêu bị khiêu khích thì sẽ nhận 3 lần miễn nhiễm sát thương các bạn nhé. Nếu như các bạn chỉ cần khiêu khích được 2 kẻ địch thôi thì chắc chắn là các bạn sẽ được miễn nhiễm tối đa 5 lần. Ấy, đừng bảo tại sao quỷ vương châu, bởi vì nó có khả năng miễn nhiễm sát thương tận 5 lần cơ mà. Tiếp theo, một số cái bị động giúp cho em quỷ vương này có thể giảm sát thương bạo này, tăng máu này, tăng phòng ngự này. Đây, bắt đầu đến những quả skill gọi là khủng khiếp đây này. Ôi, skill si tình chú này hơi bị hay luôn nha. Tức là em nó sẽ giảm 50% giới hạn sinh lực của bản thân, nhưng mà sẽ có thể là tăng cho đồng đội mình 10% phòng ngự, cũng như là giảm đi 15% sát thương. Đặc biệt nó có một cái nội tại cực kỳ là hay. Nếu như đồng đội mà phải chịu một cái sát thương chí mạng nha, thì quỷ vương, bởi vì khi sử dụng skill này, quỷ vương sẽ đánh dấu cho đồng đội của mình nha. Nếu như mà đồng đội của mình mà hy sinh thì quỷ vương sẽ hy sinh thay, giống như kiểu là vật tế thần đấy các bạn ạ. Oh man, và đồng đội sẽ được miễn tử cũng như là nhận được lượng máu bằng 60% sinh lực tối đa hiện tại của quỷ vương. Đây nhá, để mình giải thích cái skill này cho các bạn này. Ví dụ như máu của em quỷ vương là 10.000 thì khi sử dụng cái si tình chú này một phát thì ngay lập tức là giảm đi 5.000, là lúc đấy máu của em quỷ vương này chỉ còn lại 5.000 thôi, nhưng nó sẽ búp cho đồng đội mình một cái dấu ấn. Đấy, nếu như đồng đội mình mà tử vong thì ngay lập tức là sẽ được hồi sinh với lại 60% của 5.000, tức là 3.000 máu nha các bạn. Nhưng nếu như đồng đội của mình mà không tử vong thì quỷ vương sẽ khôi phục về giới hạn sinh lực nha. Wow, được đấy. Skill này thì không sợ kẻ địch mạnh mà chỉ sợ đồng đội, đó chính là chôn chôn Việt Nam thôi các bạn ơi. Bởi vì nếu như mà đồng đội của mình tỉnh táo á, khi có cái dấu ấn này rồi mà đồng đội mình sắp hẹo á, thì cố mà chạy đi, né skill của kẻ địch đi, chứ còn đừng lao lên trước. Chết một cái thì kiểu gì là em quỷ vương này nó cũng sẽ hẹo. Nhưng nếu như đồng đội mà né được skill câu giờ được ấy, thì tất cả đều có lợi nha các bạn. Đó, nên là các bạn lưu ý khi mà đi cùng với các quỷ vương nha. Nếu như thấy cái dấu ấn si tình chú này thì phải ngay lập tức là lựa lựa. Mạnh thì đánh tiếp, còn cảm thấy đuối đuối quá thì chạy đi nha các bạn. Ô, skill Minh Vương này có thể hấp thụ được sát thương này các bạn này 20% luôn. Đồng thời miễn nhiễm tối đa 5 lần thuộc tính bất lợi. Khi phóng thích có thể giảm 1 giây hồi chiêu cho kỹ năng của các đồng đội của mình nữa. Hay phết nhỉ. Để xem nào. Hủy thiên địa, công kích 4 lần mục tiêu quần thể trong phạm vi xung quanh bản thân 7 thước. Ồ, tầm đánh khá là xa nha. Mỗi lần công kích sẽ kèm thêm lực tấn công bằng 15% giới hạn chân khí, gây 130% sát thương, hơi ít nhỉ. Đòn cuối cùng nhất định sẽ bạo kích. À, đồng thời sẽ giảm 6% phòng thủ của mục tiêu, kéo dài trong vòng 8 giây. À, nhưng mà mình thấy là mặc dù skill chiêu thức của môn phái quỷ vương này cái sát thương nó khá là lớn, nhưng để mà đến tầng thứ 3 ấy, tức là về late game thì chúng ta sẽ không thể nào mà chơi theo kiểu là sát thương chí mạng được. Đấy, mà về đúng một cái vai trò của em nó là một vị tướng tiên phong và ưu tiên build về sinh lực ấy. Để khi mà chúng ta sử dụng được cái skill si tình chú với cái dấu ấn cực kỳ là ngon lành cành đào đấy, thì cả đồng đội cũng như bản thân đều có lợi nha. Mình thấy là môn phái quỷ vương này là đầu game nó sẽ rất là mạnh, bởi vì sức sát thương nó ở những bộ skill level đầu rất là cao, giúp cho chúng ta có khả năng đi trên quái nó không sợ lắm nha. Những con nào màu giấy đi trên quái là sợ quái nó bắn cho sợ mà là hồi sinh sấp mặt. Nhưng mà với môn phái quỷ vương này thì không sợ cái điều đấy. Nhưng mà dần dần về sau thì mình nghĩ môn phái quỷ vương này chúng ta nên all in vào trong máu để có thể là tối ưu hóa được mấy skill ở tầng level 3 ấy. Đấy, nó sẽ hỗ trợ nhiều cho đồng đội nha. Thế nhưng mà nào mà yêu thích cái lối chơi theo kiểu tiên phong thì nhớ chọn môn phái quỷ vương nha. Các bạn cũng có thể ấn vào danh sách phát ở Mộng Chư Tiên ngay trên màn hình để có thể xem review về các môn phái khác nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.